Hello anh em. Chào mừng em đã quay trở lại với Thành Gà Mờ. Và video này thì mình sẽ có một cái hướng dẫn dành cho những anh em nào mà đang chơi Dragon Ball Xenoverse 2. Thì mình sẽ chỉ cho các bạn cách để các bạn có thể là chơi được online ở phiên bản 1.09. Thì nói là online thì nó cũng không sự thật sự chính xác lắm, nhưng mà các bạn sẽ có thể là co-op với những người khác để chơi được quest hoặc là đấu tay đôi với nhau. Đấy. Thì đầu tiên mình muốn giới thiệu cho các bạn cái group mà mình đã tạo về chuyên về game Dragon Ball. Thì các bạn có thể post những cái bài liên quan về Dragon Ball này, rồi là các tựa game liên quan, thì các bạn có thể tham khảo cái group này có tên là Game Dragon Ball Việt Nam nhá. Đấy. Rồi, quảng cáo phí. Bây giờ thì sẽ là những cái bước chính của chúng ta, các bạn chú ý nhá. Đầu tiên mình sẽ có hai cái file như thế này. Thì đây chính là cái crack on của chúng ta, thì các bạn sẽ giải nén và các bạn chép, thì mình sẽ để tất cả cái link ở dưới cái phần mô tả của video nhá. Các bạn chép cho mình tất cả vào bôi đen. Lưu ý là áp dụng một phiên bản 1.09 codec nhá. Codec còn 3DM thì mình cũng không rõ lắm. Rồi các bạn chỉ paste. Thì nó bảo các bạn thay thế thì các bạn phải thay thế nhá. Replace. Rồi. Thì sau đó các bạn cứ chạy game một lần đi nhá. Chạy game một lần. Yes. Ở đây thì các bạn nó cho bạn chọn offline hoặc online thì các bạn cứ chọn online. Rồi. Đến bước này thì nó sẽ yêu cầu các bạn là có tạo ra một cái save mới không thì bạn chọn yes. Ok. Thì mình sẽ cứ tạo ra một cái save mới trước nhá. Cứ yết loạn lên. Tay phù mê đồn nhận hết đi, các bạn nhận gì các bạn nhận hết đi. Ok, các bạn sẽ không start game, các bạn sẽ exit cho mình thôi. À quên một điều lưu ý là các bạn sẽ phải cài sẵn Steam nhá. Steam là một cái phần mềm giúp các bạn có thể là mua game rất là nổi tiếng rồi. Đây mình có vài game này. Rồi. Nhớ là phải cài Steam thì các bạn sẽ đăng ký một cái tài khoản Steam rất đơn giản thôi, không gì cả. Đấy, cứ cài Steam đi. Rồi. Rồi bây giờ đến cái bước mà gọi là sửa save đây thì mình sẽ chỉ cho bạn nơi mà nó đã tạo ra cái save mới ở đâu. Đấy các bạn ở OC. User public document Steam Codec, nó vẫn sẽ tạo ra trong codec này nhé. 454650. Cái save mới chúng ta nó sẽ tạo ra ở mục remote này. Remote. Đây. Chính là cái save mới mình vừa tạo nhá, 9:54 ngày 12 tháng 3. Cái này bạn không cần quan tâm nó cái gì cả, cái này thì mình chỉ là cái file backup của mình thôi, còn các bạn sẽ quan tâm chính cái file này. Đấy, video này nó sẽ hơi bị gọi là nhằng một chút. Các bạn chú ý là theo dõi kỹ. Đây là save mới đúng không? Thì bây giờ cái save codec cũ của bạn nó sẽ nằm ở đâu? Đây, cái save codec cũ nó nằm ở đây. Đây. Cái save codec cũ chính là cái save này. Cái save offline của các bạn đấy, các bạn đã chơi từ đầu đến giờ đấy, nó nằm nó chính là save này. Thì bây giờ mình sẽ tạo ra một cái thư mục gọi là save mới save cũ này trên màn hình cho bạn rõ. Từng bước hẳn hoi đấy anh em ạ. Ô đấy. Ngu người. À xem nào. Mình sẽ cần một cái thứ nữa. Từ từ nhá. Tạo tiếp một cái folder save. Save cũ.
sếp cũ thì mình sẽ để là cái sếp mà offline của mình đây. Paste vào đây. Còn sếp mới thì chúng ta sẽ quay lại cái chỗ remote này mà chúng ta lấy. Cái sếp mới mình vừa tạo ra đấy. Rồi. Ok. Chúng ta đã có được sếp mới, sếp cũ ở đây nhá. Một cái thứ nữa cần để sửa sếp đó là cái XV2 sếp deck này. XV2 sếp deck. Rồi, bây giờ mình sẽ làm từng bước cho bạn thấy. Thì đầu tiên các bạn sẽ vào thư mục sếp mới. Các bạn chép. Các bạn đưa cái sếp mới các bạn vứt vào cái phần phần nào nhỉ? Này đúng không? On này. Thì như vậy là nó sẽ cho biết là cái stream ID, tức là cái ID của sếp mới này nó là bao nhiêu, thì các bạn bôi đen, các bạn chọn cạn bôi đen nhé, bôi đen cho mình, các bạn nhấn Ctrl C đấy. Rồi bây giờ các bạn tắt đi. Tiếp theo các bạn vào số mục sếp cũ, tức là sếp offline codec của các bạn, bạn lại ném lại một lần nữa, sau đó các bạn Ctrl V. Ý tưởng của cái này là nó sẽ copy cái phần ID mới đè lên cái ID của cái sếp codec của bạn, các bạn nhấn Enter. Thì như vậy là cái sếp codec cũ của bạn nó đã được set một cái ID mới giống hệt như là cái ID của sếp mới này nhá. Rồi. Hơi lằng nhằng một chút thì anh em cố gắng gọi là thông não, cố gắng hiểu. Đấy. Sau khi có được cái sếp cũ rồi, à cái đây đây, cái sếp cũ nhá. Các bạn vào sếp cũ các bạn copy. Copy này. Bạn sẽ vào cái remote cho mình, remote đây đúng không? Remote. Bạn paste vào đây. Đè lên luôn. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành cái việc mà chúng ta chuyển cái sếp offline codec thành sếp online mà không bị mất dữ liệu nhá. Anh em cũng có thể là thử luôn, nếu mà anh em nào nào mà không muốn sử dụng cái XP2 sếp deck thì anh em có thể thử cho mình vứt thẳng cái offline codec vào đây xem có được không. Nếu không được thì anh em mới áp dụng cách này nhá. Còn nếu được rồi thì thôi. Rồi. Bây giờ mình sẽ vào game để chứng minh. Mình hy vọng là cái sếp on của mình nó sẽ cái sếp on mới này này nó sẽ hoạt động và chúng ta sẽ không bị mất dữ liệu. Tuyệt vời. Nếu như làm đúng các bước thì mình tin chắc là các cái dữ liệu chúng ta nó sẽ không bị mất đâu. Có vẻ như ổn rồi đấy. Mình thấy có dấu hiệu ổn rồi đấy. Ok, như vậy là rất là ngon lành cành đào rồi. Như vậy là cái sếp codec của mình nó đã chuyển thành sếp on rồi đây, không bị mất dữ liệu nhá. Tiger ngày trước đây. Rồi. Tiger ngày trước. Anh em lưu ý là chúng ta chơi online, chúng ta không nên dùng các cái cheat hack nhá. Không nên dùng sếp full làm gì cả. Sếp full họ dùng cheat hack hết các điểm rồi nên là không chơi được on đâu. Thì anh em hãy sử dụng một cái sếp mà anh em đã chơi bình thường nhá. Rồi. Cái sếp Qtiger này thì mình đã chơi dùng để hướng dẫn anh em chơi đấy. Đấy, đúng cái sếp này. Ok. Như vậy là mình sẽ tắt đi nhá. Và mình sẽ tổng kết lại một số bước cho anh em. Đầu tiên là anh em sẽ phải copy cái đâu nhỉ? Copy cái credential on vào. Đây. Đầu tiên, việc đầu tiên là copy credential on vào trước này. Sau đó anh em sẽ phải là sửa sếp. Đấy. Hai bước chính như vậy như thôi. Sửa sếp dùng cái XP2 sếp deck này. Đấy. Hy vọng là anh em có thể là hiểu. Và nhớ tham gia vào cái group để có thể là set kèo với nhau nhá. Rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên nhấn vào like, share cho kênh để ủng hộ mình. Bye bye.